Vào tham quan chiêm bái trong một ngôi chùa Thiền Tông, chúng ta thường thấy trong nhà thờ tổ có thờ ngài Bồ Đề Đạt Ma với hình tượng một ông già râu rậm quẩy trên vai chiếc dép. Vậy Bồ Đề Đạt Ma là ai? Vì sao ngài lại gánh trên lưng chiếc dép như vậy? Hãy cùng tìm hiểu trong video ngay sau đây. Bồ Đề Đạt Ma là một trong nhị thập bát tổ, hay tên gọi đầy đủ hơn là Tây Thiên Nhị Thập Bát Tổ. Đây là danh xưng trong Phật giáo Thiền Tông nhằm để chỉ 28 vị đại sư Phật giáo được xếp là tổ sư Thiền Tông gốc Ấn. Theo đó, Phật giáo Thiền Tông khai thủy từ sự kiện Đức Thích Ca Mâu Ni tại hội Linh Sơn, thông qua hành động niêm hoa vi tiếu đã truyền pháp cho tôn giả Maha Ca Diếp. Ca Diếp sau đó được tôn là đệ nhất thủy tổ của Thiền Tông. Truyền thừa đến Bồ Đề Đạt Ma tổng cộng được 28 đời. Đến Bồ Đề Đạt Ma là đời thứ 28. Sau khi trở thành tổ thứ 28, Bồ Đề Đạt Ma đi thuyền qua Nam Trung Quốc. Sau khi truyền đạo cho Lương Vũ Đế không thành, ngài đến Lạc Dương lên chùa Thiếu Lâm trên dãy Tung Sơn. Tại nơi đây ngài tu thiền định 9 năm quay mặt vào vách núi không nói. Cũng tại đây Huệ Khả đã gặp Bồ Đề Đạt Ma để lại truyền thuyết bất hủ về việc quyết tâm học đạo của mình. Theo truyền thuyết Trung Quốc, Bồ Đề Đạt Ma đã truyền thụ phương pháp rèn luyện thân thể cho các nhà sư Thiếu Lâm và dẫn đến việc hình thành môn võ Thiếu Lâm. Ngài cũng là cha đẻ của Thiền Tông Trung Quốc. Có rất ít thông tin về tiểu sử của ngài, chủ yếu chỉ còn truyền lại qua truyền thuyết. Truyền thuyết về nguồn gốc của ngài cũng khác nhau. Tại Trung Quốc có hai truyền thuyết. Tại Ấn Độ, truyền thuyết kể lại rằng Bồ Đề Đạt Ma là con trai thứ ba của một vị vua, trong khi ở Nhật Bản, truyền thuyết kể lại rằng ngài đến từ Ba Tư. Theo một truyền thuyết khác thì Bồ Đề Đạt Ma sống đến 150 tuổi, cuối cùng bị trúng độc và được an táng ở Hồ Nam. Sau đó có một nhà sư đi hành hương ở Ấn Độ về gặp Bồ Đề Đạt Ma trên núi Hùng Nhĩ. Bồ Đề Đạt Ma tay cầm một chiếc dép, cho biết mình trên đường về Ấn Độ và Trung Quốc sẽ tiếp nối dòng thiền của mình. Về tới Trung Quốc, vị tăng này vội báo cho đệ tử. Đệ tử mở áo quan ra thì không thấy gì cả, chỉ còn một chiếc dép. Chính vì tích này, tranh và tượng của Bồ Đề Đạt Ma hay được vẽ vai vác gậy mang một chiếc dép. Theo Nguyễn Lang, trong Việt Nam Phật giáo sử luận thì Bồ Đề Đạt Ma có thể từng đến Việt Nam cuối đời nhà Tống cùng với một vị sư Ấn Độ tên là Pháp Thiên. Bồ Đề Đạt Ma được coi là tổ sư, người sáng lập của phái võ Thiếu Lâm. Môn võ này có nguồn gốc từ một môn võ cổ truyền của Ấn Độ, mà Bồ Đề Đạt Ma là một võ sư của môn võ này. Ngày nay ở Việt Nam chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp hình tượng của Bồ Đề Đạt Ma ở những ngôi chùa theo trường phái Thiền Tông, ví dụ như các thiền viện Trúc Lâm.